Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2024, sáng nay ngày mùng 2 tháng 2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tạo sức mạnh tổng hợp để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2024, tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong các thư chúc mừng, hai Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực và tiến triển quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam Trung Quốc trên tất cả các mặt kể từ sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo cao nhất hai đảng đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa dấu mốc quan trọng và những kết quả phong phú của chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất là sự kiện hai bên ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, ký kết 36 văn kiện hợp tác, thể hiện quyết tâm của cả hai bên và tạo cơ sở định hướng chiến lược quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của quan hệ hai đảng, hai nước trong giai đoạn mới. Hướng đến năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các ngành, các cấp và địa phương hai nước quán triệt thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định và đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả, vì sự phát triển lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai bên phát huy tầm cao mới của quan hệ song phương, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các kênh, các cấp, các lĩnh vực được triển khai với trình độ và chất lượng cao, tiếp thêm động lực cho sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước, đóng góp lớn hơn nữa cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Hai Tổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đón năm mới Giáp Thìn bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thưa quý vị, sáng nay, tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, tại địa danh Bến Nhà Rồng Lịch Sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào tiêu biểu đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống theo phong tục của người Việt Nam vào ngày Tết Ông Công Ông Táo. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 100 kiều bào đại diện cho 1.800 kiều bào về tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2024 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng các kiều bào đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của Bác, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, sát cánh cùng các dân tộc bị áp bức bóc lột, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã dâng hương dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ 20. Theo phong tục truyền thống của dân tộc, tại Bến Nhà Rồng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo và kiều bào tiêu biểu đã cùng thực hiện nghi thức thả cá tiễn ông công ông táo lên chầu trời với ngụ ý cá vượt vũ môn, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt. Năm 2023, thế giới chứng kiến nhiều biến động khó lường, vượt ra ngoài dự báo. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm hơn 6 triệu đồng bào ở nước ngoài, đất nước ta đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là duy trì đà phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Công tác đối ngoại đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao hình ảnh, tầm vóc, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Xây dựng các chính sách hỗ trợ theo hướng đổi mới toàn diện, trong đó có cơ chế đặc thù trong huy động và sử dụng ngân sách hỗ trợ. Từ đó tạo cơ hội động lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tự lực tự cường bắt kịp, tiến cùng và vươn lên với các khu vực, thành phần kinh tế khác, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện. Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Đồng chủ trì diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở chính phủ có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Diễn đàn được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình hình thành và phát triển hợp tác xã trên thế giới đã trải qua hơn 200 năm. Tại Việt Nam, kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã, cũng đã hình thành và phát triển gần 70 năm và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước thực hiện năm 2023, cả nước có khoảng gần 31.700 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã. Nhìn chung, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2022 đều tăng so với năm trước, do đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt gần 3.600 triệu đồng hợp tác xã một năm, tăng 35% so với năm 2021. Lãi bình quân của một hợp tác xã năm 2022 là 366 triệu đồng hợp tác xã một năm. Đến tháng 6 năm 2023, cả nước có trên 1.700 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, có trên 4.339 hợp tác xã nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào phân tích thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã, hiến kế các giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thu hút nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết giữa các thành viên tham gia kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương, giữa công và tư, đề xuất các chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương luôn quan tâm và ban hành triển khai nhiều chủ trương, cơ chế chính sách để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đến nay, khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Các hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tính liên kết giữa các hợp tác xã và với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Sau khi phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, cùng bối cảnh, tình hình sắp tới trong nước và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng kinh tế tập thể, hợp tác xã phải nhận thức rõ, tự chủ động thoát khỏi những rào cản và vướng mắc mang tính cố hữu để tự lực tự cường vươn lên. Kinh tế tập thể, hợp tác xã phải nhận thức rõ, tự chủ động thoát khỏi những rào cản và vướng mắc mang tính cố hữu để vươn lên. Chúng ta phải khẳng định là tự mình phải thoát ra đã, tự mình phải vươn lên, tự mình phải phát huy cái tính tự lực tự cường, vươn lên từ bàn tay khối óc,
khung trời, cửa biển và mảnh đất của mình. Đấy, tính tự lực tự cường là như vậy. Rồi chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy, nhận thức và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Rồi phát triển cả về số lượng, chất lượng các thành viên, lực lượng lao động tham gia cũng được, cần phải nâng cao về chất lượng. Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong giai đoạn mới, cần chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã một cách linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, đòi hỏi sự tham gia chung sức của cả hệ thống chính trị, các hợp tác xã và người dân và bám sát thực tiễn. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, trong đó có kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chính trị và thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương. Do đó phải dành sự lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện phù hợp. Mặt khác, hợp tác xã có thể thành lập công ty, hợp tác xã có thể hình thành trên tất cả các lĩnh vực, chứ không chỉ trong nông nghiệp. Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù trong huy động và sử dụng ngân sách, hỗ trợ hợp tác xã và sớm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn luật hợp tác xã năm 2023, đồng bộ và thống nhất về thời gian áp dụng với luật hợp tác xã năm 2023. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để tổng kết đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở chính phủ tới 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tham dự phiên họp có lãnh đạo các bộ ngành là thành viên ban chỉ đạo và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố. Các báo cáo ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương và các thành viên ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Trong đó, nhiều rào cản vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được quan tâm tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cải cách công vụ có nhiều đột phá, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ rệt, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nhiều nơi đã có cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Tuy nhiên, cải cách hành chính vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cơ chế chính sách một số lĩnh vực vẫn chưa đầy đủ, còn mâu thuẫn, chồng chéo. Trung tâm hành chính ở một số ngành, lĩnh vực chưa thuận lợi. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, kỷ luật kỷ cương hành chính có nơi, có lúc còn yếu. Cải cách tài chính công, xây dựng chính phủ điện tử còn nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, vì vậy từng thành viên ban chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương nêu cao quyết tâm tháo gỡ khó khăn, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, quán triệt tinh thần hành động quyết liệt đến toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức. Các bộ ngành, địa phương ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thực tiễn, bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung, hoàn thành trong quý 2 năm 2024, đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các quy định để hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, tập trung phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển chính phủ số, động lực quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Thưa quý vị, tối qua ngày 1 tháng 2 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Bố Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Tham dự lễ trao giải có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,
đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương, các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo, công tác chấm giải nghiêm túc, khách quan của Hội đồng Giám khảo và sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các cơ quan đơn vị đồng tổ chức giải. Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023 đã có 2.216 tác phẩm tham gia, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022, chiếm 8,6%. Trong đó có 755 tác phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí. Hội đồng Trung khảo đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất trong số 120 tác phẩm vào Trung khảo để trao giải, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và Ban tuyên giáo, Ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải. Ban tổ chức cũng chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương khen thưởng. Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự giải Búa Liềm Vàng năm nay là đã phản ánh sinh động kịp thời những sự kiện sinh hoạt chính trị của Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị khóa 13. Tại lễ trao giải Búa Liềm Vàng lần này, Ban chỉ đạo giải phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải Búa Liềm Vàng lần thứ 9 năm 2024. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc trong việc cụ thể hóa nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ khối. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2024, tính theo dấu bưu điện. Chiều nay mùng 2 tháng 2 tại Hà Nội, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Nhân dân tổ chức meeting kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 5 năm liền và tổng kết công tác Đảng năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 94 năm qua, những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Đảng ủy Báo Nhân dân quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo và công tác Đảng năm 2024. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện kết luận số 12 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quy định về những điều đảng viên không được làm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng đề nghị tập trung tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục đổi mới sáng tạo các sản phẩm của báo nhân dân, đẩy mạnh báo chí đa phương tiện, nâng tầm báo chí dữ liệu chuyên sâu phát hành trên mạng xã hội. Tại buổi lễ, Đảng ủy Báo Nhân dân tổ chức trao huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ. Sáng nay, Đảng bộ tại Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Năm 2023 vừa qua, toàn thể Đảng bộ tại Campuchia đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác trong năm mới 2024. Đảng ủy tại Campuchia chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, tổ chức đảng trực thuộc với tổng số khoảng 190 đảng viên, tăng cường công tác lãnh đạo cơ quan đơn vị, chủ động triển khai các hoạt động trong tình hình mới, đặc biệt làm tốt các công tác chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để cán bộ, đảng viên, quần chúng giữ vững lập trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, mỗi dịp lễ ông Công ông Táo hàng năm thì sông Hồ tại Hà Nội lại đứng trước nguy cơ phải đối diện với sự xâm chiếm của túi ni lông bị người dân đi thả tro, thả cá, bỏ lại trên bờ hoặc là trên mặt nước. Tuy nhiên, điều đáng mừng là những năm gần đây thì người dân không chỉ giữ gìn nét văn hóa truyền thống mà còn có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân trong sáng nay 23 tháng Chạp. Vâng, thưa quý vị, mang theo xô, chậu hay là những đồ nhựa có sẵn trong nhà thay thế cho túi ni lông để đựng cá. Hoặc là nếu có sử dụng túi ni lông thì sau khi thả cá xong cũng sẽ vứt rác đúng nơi quy định. Đây là những thay đổi tích cực của người dân thủ đô trong việc thả cá nhân ngày ông Công ông Táo trong những năm gần đây. Những hành động thả cá như thế này đã không còn xa lạ vào ngày ông Công ông Táo. Nhưng năm nay khi đi thả cá ở khu vực dưới chân cầu Trương Dương, mọi người sẽ gặp được nhóm bạn trẻ tình nguyện thuộc tổ chức Keep Việt Nam Clean. Họ sẽ giúp hướng dẫn người dân thả cá chép cũng như thu gom những túi ni lông bỏ vào xô để giảm thiểu việc xả rác gây ô nhiễm môi trường tại các mặt hồ. Ngoài ra, nhóm sẽ thu dọn rác thải ở khu vực xung quanh. Vất vả thì cũng có nhưng mà cảm thấy rất là tuyệt vời vì đã có được một hành động rất là ý nghĩa trong ngày ông Công Táo để từ đó có thể nâng cao ý thức của người dân bằng cách bảo vệ môi trường ạ. So với những năm trước, người dân đã có ý thức hơn trong việc thả cá và bảo vệ môi trường, bỏ túi ni lông vào đúng nơi quy định hoặc tự mang những đồ vật trong nhà đi để đựng, tránh xả rác ra môi trường. Thực ra năm nào mình đi thả mình cũng sẽ để vào một cái vật dụng gì đấy ở nhà luôn. Thì đến lúc mình mang ra mình thả rồi mình sẽ mang luôn về để tránh cái tình trạng là túi bóng vứt linh tinh rồi mất thẩm mỹ. Hai năm nay em đi thả cá thì đều thấy là các bạn tình nguyện viên hoạt động rất là sôi nổi và nhiệt tình ở khu vực ven sông Hồng như thế này. Thì em thấy rằng cái việc đi thả cá vốn đã ý nghĩa rồi, khi mà có thêm những bạn tình nguyện viên như vậy để hỗ trợ người dân thì sẽ lại càng ý nghĩa hơn, bởi vì sẽ có ích cho cái việc là bảo vệ môi trường. Mong rằng những việc làm chưa đúng, chưa đẹp sẽ ngày càng ít đi, để ngày lễ ông Công ông Táo không chỉ truyền tải thông điệp về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh văn minh của người Hà Nội. Sáng nay, tàu Hải quân 408 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá BD-96827TS gặp nạn cho các cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 23 tháng 1, trong quá trình đánh bắt hải sản, tàu cá này bị mắc cạn tại địa điểm cách đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sau đó bị sóng to đánh vỡ thân tàu và chìm gần hết. Các ngư dân phải lên thuyền thúng để lánh nạn. Nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tàu Hải quân 471 đã cấp tốc lên đường tìm kiếm và cứu nạn thành công các ngư dân và đưa về đảo Song Tử Tây trú tạm. Đến ngày 31 tháng 1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cử tàu 408 đến đảo Song Tử Tây đưa 5 ngư dân này trở về đất liền. Thưa quý vị, trong tháng 1 trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 1.600 vụ tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 52 vụ. Số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong tháng là 967 người, trung bình mỗi ngày có 31 người. Số người bị thương do tai nạn giao thông là 1.076 người. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, vi phạm phần đường, không làm chủ tốc độ, tránh vượt sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ban ngành địa phương của thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum, suối Xuân Trường, suối Cái, địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Từ nay đến năm 2025, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum, suối Xuân Trường, suối Cái, địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan tăng cường quan trắc chất lượng môi trường nước và kiểm tra giám sát các nguồn thải thuộc lưu vực. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh được giao làm đầu mối phối hợp giữa thành phố và tỉnh Bình Dương trong triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch, duy trì kênh thông tin liên lạc, đường dây nóng giữa hai tỉnh thành nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh cũng như phản ánh các trường hợp gây ô nhiễm, kịp thời phối hợp xử lý hoặc tham mưu xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường tuyến kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum, suối Xuân Trường, suối Cái. Thưa quý vị, trong sáng nay, tình trạng sương mù bao phủ khắp thủ đô, độ ẩm cao sẽ có nhiều tác động tới sức khỏe, đặc biệt là với những người có bệnh lý nền, người cao tuổi và trẻ em.
Với độ ẩm không khí như hiện nay sẽ là điều kiện thích hợp để các loại vi khuẩn, virus, các bệnh truyền nhiễm như hô hấp, da liễu phát triển. Nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh là người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh nền. Cùng với đó, những người vốn có vấn đề xương khớp, tim mạch, người mắc bệnh lý nền dễ xảy ra những đợt khởi phát bệnh cấp tính. Ngoài ra, hiện tượng sương mù còn lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí sẽ nguy hại lớn cho sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm cận Tết, nhu cầu tập trung đông người, đi lại cao nên có nguy cơ lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân nên hạn chế ra đường quá sớm vào buổi sáng, nhất là các đối tượng trẻ nhỏ, người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Khi di chuyển ngoài đường, mọi người nên sử dụng khẩu trang y tế để ngăn chặn khí độc trong sương, không nên tập thể dục ngoài trời vào buổi sớm khi có sương mù. Khi ở trong nhà cần phải hút ẩm, mở điều hòa, chế độ sưởi để hạn chế vi khuẩn, virus sinh sôi, gây bệnh cho gia đình. Ngoài ra, mọi người cần kịp thời đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh hô hấp để tránh trở nặng và nguy hiểm. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết số ca ngộ độc rượu ghi nhận rải rác quanh năm, tuy nhiên là đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết. Ngộ độc rượu có sự gia tăng đột biến và hầu hết các ca đều nặng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Bệnh nhân 20 tuổi này là du học sinh người Lào đang học tập tại Hà Nội. Sau bữa nhậu kéo dài nhiều giờ cùng hai người bạn khác, anh đã phải vào nhập viện điều trị vì ngộ độc rượu ethanol. Uống rất nhiều, mệt quá, ngủ không được, ăn cơm mà không được. Còn bệnh nhân này bị ngộ độc rượu có chứa cồn công nghiệp methanol, hầu hết các bệnh nhân đều có biến chứng rất nặng. Có bệnh nhân thì đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, nhưng toàn trở rất nặng, phải hồi sức cấp cứu. Và có những bệnh nhân khác thì là ở đến viện không trong tình trạng cấp cứu, nhưng tuy nhiên thì mất thị lực hoàn toàn, có nghĩa như là mù. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, số ca phải nhập viện điều trị vì ngộ độc rượu thường có xu hướng gia tăng. Trong đó, nhiều trường hợp bị ngộ độc tập thể. Bên cạnh ngộ độc rượu thông thường, số ca ngộ độc rượu methanol trong những năm gần đây hoàn toàn không có xu hướng giảm. Methanol là chất rất độc, chỉ cần uống từ 5 đến 15ml cũng có thể gây ngộ độc nặng. Từ 15ml trở lên có thể gây mù lòa, còn từ 30ml trở lên có thể gây tử vong. Ngoài rượu thông thường, người ta ngộ độc khi người ta uống quá nhiều, số lượng quá nhiều. Và khi các chất đấy vào trong cơ thể, nó sẽ gây ra biến đổi rất nhiều thứ. Đặc biệt là nó có thể rối loạn cái tôi gọi là khí máu. Cái hai là gì, là nó có thể là nó tác động lên cả não. Methanol cũng gây say, cũng say say giống như rượu thông thường. Nhưng vấn đề sau đó là nó sẽ khoảng độ nhiều tiếng sau, thậm chí 1 đến 2 ngày sau, có thể tới 48 tiếng sau. Lúc đấy mới nó có rối loạn trong người, cái tổn thương cả cái mắt với não. Lúc đấy thì nó muộn mất rồi. Hạn chế rượu bia, uống rượu có nguồn gốc vẫn là những yếu tố then chốt để ngăn chặn ngộ độc rượu.